Soi kèo, nhận định Tottenham với Brentford, 2 giờ 45 phút ngày 6 tháng 1 năm 2021, bán kết cúp Liên đoàn Anh. Tottenham được dự đoán sẽ có chiến thắng nhẹ nhàng trước Brentford khi đẳng cấp của họ vượt trội hoàn toàn so với đội khách. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hành trình của Brentford ở cúp liên đoàn năm nay có lẽ đã đến lúc dừng lại khi bá kết huấn luyện viên Thomas Frank cùng các học trò sẽ phải đối đầu với Tottenham hùng mạnh. Brentford tiến đến bá kết bằng cách đánh bại những đội bóng ở ngoại hạng Anh như Southampton, Newcastle. Đại diện Championship có mặt ở top 4 đội mạnh nhất là quá thành công rồi nên dừng chân trước huấn luyện viên Mourinho cùng các học trò cũng chẳng có gì phải nuối tiếc. Với mức kèo chấp được ấn định là 1.25 như hiện nay, nhà cái đánh giá quá cao Tottenham Hotspur, điều này hoàn toàn có cơ sở khi gà trống thành London đang là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ngoại hạng Anh. Lúc này, Son Heung-min cùng các đồng đội đang đứng thứ tư và chỉ kém đội đầu bảng 4 điểm. Do được đá sớm ở vòng 17 nên Tottenham có rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến với Brentford. Với những gì mà Brentford trình diễn ở cúp liên đoàn, họ xứng đáng nhận được lời khen từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Thế nhưng, Tottenham quá mạnh và để đánh bại được đại diện đang chơi ở Premier League, Brentford gần như không đủ sức. Dự đoán tỷ số Tottenham 3-1 Brentford.